Hai, lại là em đen chị ơi. Xin chào các bạn. Trước mắt anh chị là Nokia 5300 3220. Nhìn cái là nhớ về tuổi thơ liền đúng không? Đây. Chiếc 5300 là ngày xưa là biết nhiều người ước ao. Thích có nó. Nắp chữa. Không, nhìn giao diện nhớ không? Để mở chuông nghe thử nha. Đó. Chụp hình. Wow, chụp hình. Đó. Những nút nghe nhạc. Nút qua bài. Biết bao nhiêu tuổi thơ ùa về đúng không? Rồi. Xong. 320. Em có hai màu nha anh chị, màu trắng, trắng và xanh, bốn đèn chớp, khoan để tắt đèn thôi, được cho đẹp không? Dễ hơn không? Rồi ok, mở đèn lại. Buôn bán nữa, tắt đèn cái. Nó còn bé kia ngủ nữa à. Bà này bà thấy tắt đèn là bà đi ngủ à. Rồi chọn maximum. Lên chọn chuông khác. Ê. Nhiều chuông lắm. Chuông này hay nè. Ủa phải. Đó. Rồi 6.1. Con này em bỏ sim hư vô nha, cho nên sóng nó không có. Nó hiện nhà mạng thôi. Đó. Chơi game huyền thoại đầu tiêu rồi. Game trái trứng không phải cái cục bi nhảy nhảy đó. New game đó. Oh, rồi. Con này là 350 nha anh chị. Con này cũng 350. 5.300, 500.000. Đó, anh chị nào mua cứ liên hệ bên em nha. Hàng luôn có sẵn. Cái gì cũng có. Rồi. Ok, địa chỉ của em. Trời ơi, điện thoại lên nét kỳ vậy. Rồi ok, cảm ơn chị Philip nha. Ok.